Thôi là người có khả năng duy nhất có thể đưa người người xuống địa ngục về trời được. Người ta tin không tin đó là sự thật. Còn mấy ông thầy ông có làm được hay không á, ông có giỏi ông làm chứng minh thì sư phụ ấy, còn sư phụ làm được. Đã còn dặn dò nó, con phải gán mang thân người rất là khó, mà biết được đạo pháp là càng khó. Tại vì sao? Tại vì con thấy biết bao nhiêu người chiến sĩ Việt Nam mình lớn lên 14, 16 tuổi, 18 học ra trường xong cái đi lính bộ đội, lính gì không biết. Rồi cái 1, 2 năm cái bị đùng đùng chết. Người ta cũng là người hiền đúng không? Người ta không có phước để biết được Phật Pháp, kinh điển. Rồi cái thành làm gì? Thành con ma chơi. Cho nên rồi thành ma chơi gì? Rồi là ma đói chứ là phải ma đói lạnh. Chứ có ai nói ma no ma ấm đâu. Bao giờ có mấy con nghe ông bà mình dạy lại cho mình cái chữ là ma no ma ấm không? Không bao giờ đúng không? Ma đói, ma lạnh, ma cô đơn. Mà mấy con mà thường thường bị ma nhát là nghe gì? Nghe tiếng khóc, tiếng rên không đúng không? Con tôi nó không có nhận ra tôi á, tôi đói quá, tôi lạnh quá. Là đúng không? Con thấy một kiếp người phù du như vậy đó. Hôm nay mấy con ngồi đây có đại đại phước. Siêu phước luôn á. Phụ nó thiệt á. Còn mà cái đại thảm họa mà sư phụ sắp sửa mà sẽ đối diện đó là cái đại thảm họa của nước Việt Nam. Nó không phải là kinh tế nghèo đói hay là bị mất chủ quyền hay là mấy cái tài nguyên của mình hay là nợ ngập đầu thế giới. Cái đại họa mà sư phụ phải try to fix để mà về để mà phục lệnh với cha, đó là cái đại họa vô văn hóa của nước Việt. Cái đó khó lắm con, nó là nằm trong cái này nè. Cái đó chùa đang nhức đầu á, mấy vị cũng đang nhức đầu á, mấy vị mới vừa họp với phụ mỗi ngày á. Ây da, thái tử lãnh nhiệm vụ đời đạo. Nhưng mà cái đại họa này là đại họa vô văn hóa. Tụi nó không có biết cha mẹ là gì, không biết thần thánh là gì. Sáng lớn thức dậy, ê quán cà phê nào ngon, ghế nào đẹp, ê chiều nay đi nhậu chỗ nào có mồi ngon. Có ngày nó cứ vậy không. Mà nghe mấy chuyện tâm linh này lên là nó chửi xối xả. Mà nó đâu phải là người mất phước đâu, nó đang có phước. Tại sư phụ là chuyển lên Thánh Dương, con cha là đầu thai là tiếng Việt, nói tiếng Việt. Những người mất phước là những người không nghe được tiếng Việt. Con này nghe được tiếng Việt mà nó còn chửi mình. Thì đó là đại họa, mấy vị rất là nhức đầu bởi đó.